Chào các bạn nha. Hôm nay mình ngày làm việc đầu tiên của mình tại thành phố Long Xuyên á. Thì mình đang làm trong cái trạm này thì có hai con chim cu này, hai chim con nha các bạn. Mới vừa nở nè. Rồi nó cũng dữ ghê. Chưa có biết bay. Mẹ nó đi tìm thức ăn cho nó rồi. Nãy giờ nó nằm phơi nắng cho nó khát nước rồi, để mình kiếm nước cho nó uống nha các bạn. Dữ lắm á, đụng nó dữ. Nó xè cánh nè. Thử coi nó uống nước không nha các bạn. Mới uống nước được không? Nó không uống được à. Nó chưa biết uống. Cho nó uống mà nó chịu uống rồi. Anh nào uống đi. Nó không chịu uống rồi bạn ơi. Mà nó uống rồi. Cho nó uống nước nãy giờ mà nó còn kia chịu uống. Dữ không? Dữ thấy nó dữ không ạ? Dữ quá trời dữ. À nó uống rồi nè bạn ơi. À mình cho nó uống rồi nè. À nó biết uống rồi nè. À, chắc mình để nó đây nha bạn ơi, cho lát mẹ nó về cho nó tìm được ăn cho nó ăn. À, mình để ly nước nó đây luôn đi cho nó uống gì nó uống. Ủa nó con dữ ghê, đụng nó phà cánh nó kìa. Rồi mạnh khỏe nha hai đứa. Rồi cho nó ở đây nha bạn. Rồi mình tiếp tục công việc của mình thôi. Đây có hai chú chim non nha bạn. Chim non nó lặng nha. Dữ lắm á. Hôm nay mình có dịp mình làm ngay thành phố Long Xuyên luôn nha bạn. Đang đứng trên anten, cái này nó có mấy mét rồi bạn ơi. Nóc nhà của người ta đó. Ở phía xa xa này là cái cầu cầu vòm cống nó đang xây nha các bạn. Xa quá mình không thấy. À, mình zoom lại cho các bạn coi nè. Đó có hai cái chân cầu cao cao lú lên thấy không? Đó là cầu vòm cống nha các bạn. Nó đang xây á. Chắc chừng vài năm nữa thì sẽ có cầu để mình chạy thôi. Đây là cái đường Trần Hưng Đạo của thành phố Long Xuyên nha các bạn. Đó, cái xe thì điện máy lớn lắm nè đây. Đó, máy lớn lắm. À, đây là thành phố Long Xuyên nhìn từ trên cao nha các bạn. Đây cái đường này là cái đường Trần Hưng Đạo, nào mình nếu mà mình đi chùa Châu Đốc á là mình đi thẳng đường này hoài luôn nha các bạn. Từ đây mình lên tới chùa Châu Đốc là khoảng còn 60 cây nữa nha. Mình cũng hay đi chùa Châu Đốc đó các bạn. À, năm nay bận quá nên không có đi được. Còn cái trụ anten mình nằm đây nè các bạn. Trên nhà người ta lầu 8, lầu 10 gì đó là lắp thêm cái ống này lên khoảng mấy mét nữa là lắp thành cái trụ thôi. À, mình đang đứng trên cái ống đó luôn nha các bạn. Đây là cao lắm á. Rồi giờ công việc mình cũng đã xong rồi, bây giờ mình xuống thôi. Đây trạm của mình phía trước nha các bạn, mình vừa làm xong đó. Đó nó là tổng cộng có 8 lầu luôn nha. Đó cái trụ mình nằm trên đỉnh qua ba cái cây lú lú lên đó. Rồi bây giờ mình làm xong trạm này rồi, bây giờ mình đi về. À, kết thúc một ngày làm việc tại An Giang. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. À, xin hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.